Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn đến với con lớp. Trong cái chuỗi series này thì mình sẽ giúp bạn hoàn toàn làm chủ về PHP Laravel. Và cái đối tượng của khóa học này mình hướng tới là những bạn đã có kinh nghiệm rồi và các bạn muốn trở thành một senior hoặc leader các bạn nhé. Thì tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình làm ở những công ty lớn và mình cũng đã trực tiếp làm tối ưu dữ liệu cho rất nhiều công ty lớn. Thì tất cả những kiến thức đấy thì mình sẽ chia sẻ trong khóa học này. Và video đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau set up ra cái môi trường thống nhất để chúng ta code cái dự án của mình các bạn nhé. Rồi thì các bạn search cho mình cái download Laravel. Thì mình sẽ dùng cái Laravel này các bạn nhé. Thì cái Laravel này nó sẽ đầy đủ những cái về cái môi trường cho bạn coding rồi. Và các bạn chỉ cần tập trung coding thôi. Và sau này khi mà chúng ta làm đến cái phần deploy ấy, thì mình sẽ cùng các bạn đi sâu hơn về từng thành phần trong cái Laravel này các bạn nhé. Còn ở khi mới bắt đầu này thì các bạn cứ download giúp mình. Đây các bạn click giúp mình cái phần download Laravel full này nhé. 1.3 này ạ. Các bạn đợi một chút cho nó download về. Đây các bạn có thể đọc sơ qua Laravel nó đã bao gồm Apache này, Nginx này, MySQL này, PHP này, Redis, Memcached, Node và MVMGit các bạn nhé. Tức là nó bao gồm tất cả các thành phần cơ bản nhất để các bạn để có thể coding có một cái ứng dụng nào đấy các bạn nhé. Sau khi download thành công thì các bạn kích vào cho mình cái đây ạ, cái thư folder này nhá. Sau đấy là mình nhấn chuột phải này, chuột trái nhá, kích đúp vào để chạy cái file EE lên ạ. Các bạn chọn yes nhá. Nhấn vào OK này. Tiếp nữa là đây là nó chọn ra cái folder để các bạn cài đặt Laravel, thì mình chọn là C logo Laravel như default nhé. Nhấn Next. Đây mình Next. Install. Sau đấy các bạn nhấn vào Finish nhé. Khi cài đặt thành công Laravel thì các bạn có thể tìm kiếm Laravel bằng cách các bạn đưa cái con chó chuột vào trong cái vùng search này nhé. Bạn search cái từ khóa là Laravel. Bạn click vào cái Laravel app ạ. Sau đấy thì các bạn start on tất cả cái service này các bạn nhé, start on ạ. Start on lên và ở đây thì mình sẽ đi vào cái phần là terminal này nhé. Mình click vào phần terminal này và mình kiểm tra xem là mình đã cài đặt thành công cái thằng PHP server của mình chưa các bạn nhé. Đây mình click vào terminal. Mình click vào cái sensor không update version nhé. Đấy thì ở đây thì mình sẽ check cái PP mình được cài đặt hay chưa. Và mình sẽ đánh là PP trừ V này. Enter nhé. Các bạn thấy là mình đã có PP version là 8.1.10 nhé. Thì sau khi mình đã kiểm tra được cái thằng PP cài đặt thành công rồi, thì mong muốn của mình là mình sẽ đứng ở cái vị trí này và ở trong cái phần nào đấy trong code bạn nhé. Và mình sẽ chạy được cái thằng PP này. Cụ thể nhé. Ở đây thì mình đang đứng ở trong thư mục là C Laragon VKV này. Nhưng mà đôi khi dự án của mình các bạn ạ, mình muốn là có một cái thư mục PP ở đây à. Mình new một folder nhá. Mình giả dụ mình new một folder là PP. Trên đây đi ạ. Và mình mong muốn là mình đứng ở trong cái thư mục này, mình cũng sẽ start được cái service PP nhá. Mình thử này, mình chuột phải này. Tức là mình không dùng cái thằng CMD của cái thằng Laravel này mà mình mong muốn đứng ở đây. Và mình mở trên cái Open in Terminal. Đấy. Và mình dùng Power Shell bạn nhé. Mình PP trừ V. Thử xem nhé. Thì các bạn thấy là ở đây thì nếu mình Start PP trừ V thì nó sẽ bị lỗi là nó không nhận ra cái câu lệnh PP nhé. Thì lý do lại cho cái vấn đề này là do chúng ta là chưa config biến môi trường thôi. Thì bạn có hai cách. Một là các bạn phải chạy cái phần service PP ở trong cái terminal này. Hoặc là các bạn muốn chạy ở trong cái terminal bất kỳ. Ở đây có thể là VS Code hoặc là cái thằng PowerShell thì các bạn phải config biến môi trường bạn nhé. Rồi thì cách đầu tiên mình muốn chạy cái service ở trong cái thằng terminal này thì các bạn chỉ cần CD vào trong cái thằng PP Jennings thôi. Thì bạn đang đứng ở C đúng không ạ? Thì bạn có thể hoàn toàn các bạn chuyển đổi C nhé. Từ cái rút C này thì lúc đấy các bạn có thể chuyển đổi ra cái thư mục tương ứng. Ở đây thì mình sẽ thử này, mở ra cái computer, mình click vào cái phần đây ạ, phần desktop nhé. Và tìm đến PP Jennings. Bạn đưa chuột vào cái vùng này,
bên ngoài cái vùng này các bạn nhé, kích vào cái chuột trái thì bạn sẽ copy cái đường dẫn đầy đủ của nó, Ctrl C này. Và lúc này các bạn chỉ cần CD giúp mình, CD này là trên directory các bạn nhé, là chuyển đổi thư mục. Các bạn paste cái thư mục bạn vừa copy. Đấy, thì các bạn sẽ đi vào đúng cái thư mục của bạn để code này, bạn enter. Và lúc này các bạn hoàn toàn có thể PP trừ V nhé. Đấy, thì các bạn sẽ ra được version. Và hoàn toàn các bạn có thể start server PP ví dụ trừ S. Thì cái phần start server sau này mình sẽ nói sau. Nhưng đại loại các bạn đã đi được đến cái thư mục cái PP Training rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể start server ở trong cái thư mục này các bạn nhé. Mà cái thằng bình thường các bạn chuột phải open với terminal, cụ thể là PowerShell nó không làm được. Thì hiện tại ở đây là các bạn làm được rồi. Thì đây là cách đầu tiên. Nhưng mà có những bạn các bạn không muốn là sử dụng cái thằng terminal của thằng default này, mà các bạn muốn là dùng cái terminal của PowerShell, hoặc là các bạn đang muốn dùng VS Code thì các bạn muốn chạy ở trong VS Code luôn, thì làm nào? Thì các bạn hoàn toàn có thể làm được bằng cách các bạn config cho mình cái biến môi trường nhé. Rồi mình sẽ tắt thằng này đi. Và ở đây chắc chắn là mình pp-v là nó sẽ không có các bạn nhé. Thế để config biến môi trường các bạn vào cho mình cái phần search này. Các bạn kích chuột trái nhé và search cho mình cái environment. Đây, edit system environment variable các bạn nhé. Còn kích vào đây cho mình. Đấy, kích vào cho mình cái phần environment variable đấy ạ. Và đây là cái phần biến cho TVF này. Thì cái phần system variable nhé, các bạn kích vào cho mình cái phần path đấy ạ. Path đây. Và thêm cho mình cái, kích cho mình vào edit nhé. Đấy, ở đây thì mình chưa có config cho PP đâu. Thì để config PP thì các bạn tìm đến cái phần PP đang chạy nhé. Cụ thể là mình cài đặt ra không ấy, nó sẽ được cài đặt ở trong ổ C. Đây các bạn vào JPC này, vào ổ C này, vào Laragon đi nhá. Cái phần mà lúc bạn cài đặt đấy thì nó có refer các bạn là cái thư mục các bạn muốn cài đặt, thì mình có chọn là C Laragon nhá. Đây Laragon. Bạn vào cho mình cái bin, thư mục bin nhá. Ở đây thì có PP đấy ạ. Đây PP version 8.1.10 đấy ạ. Bạn copy lại để chuột trái ở đây. Hover chuột ra ngoài vùng bên ngoài nhá, các bạn kích vào. Đấy, copy toàn bộ thư mục này cho mình từ C này. Tức là cái đường dẫn đầy đủ đến cái thư mục PP thực thi ấy, đây này. pp.ei các bạn nhé. Rồi các bạn thêm cho mình new và Ctrl V giúp mình. Sau khi Ctrl V thì các bạn ok thôi. Và ok. Tiếp tục là mình ok nhé. Rồi mình sẽ tắt cái thằng này đi. Và mình chạy lại thứ này, chuột phải này. Open in terminal. VP nhé, trừ V. Đấy, các bạn thấy là lúc này mình đã thành công. Đấy, các bạn thấy là nó ra PP version 8.1.0 đó, thì các bạn hoàn toàn có thể chạy được PP server ở đây nhé. Hoặc là các bạn mở trong VS Code cũng chạy ok rồi. Tức là các bạn đứng ở bất cứ vị trí nào ở trong cái thư mục này, các bạn đều chạy được PP. Mình đứng ở đây này, top luôn nhé. Mình có thể chạy được PP trừ V. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.